công tác trong ngành cảnh sát 18 năm, tham gia phục vụ nhiều sự kiện đối ngoại của đất nước khi tiếp đón các đoàn khách quốc tế quan trọng. Với thiếu tá Doãn Hữu Văn, mỗi lần nhận nhiệm vụ là một lần có thêm niềm vinh dự và tự hào. Có 12 năm được làm việc để phân công nhiệm vụ để bảo vệ các đoàn khách quốc tế. Và thì mỗi một lần thì cảm xúc vẫn là rất là tự hào và được vinh dự. Từ lúc mà nhận được phương án thì anh em đã rất là háo hức. Đây là một cái cuộc quan trọng của đoàn khách cũng rất là quan trọng. Thế nên là bản thân cũng tự nhủ là phải cố gắng hết sức mình để bảo vệ một cách chu đáo nhất. Sự kiện đón đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc diễn ra trong ngày thường, mật độ giao thông đông, do đó yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự đều được đặt lên mức cao nhất, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ ở từng vị trí phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của đoàn và đảm bảo sự đi lại thông suốt. Khi mà các đoàn khách quốc tế đi qua là chúng tôi cấm tuyệt đối các phương tiện đi trên tuyến để đảm bảo làm sao cho đoàn đi thông suốt. Bên cạnh đó là cũng đã là phối hợp với các cơ quan thông tin báo chí để tuyên truyền cho người dân làm sao cho chấp hành cái việc cấm đường của lực lượng chức năng, cũng như là khuyến cáo các người dân khi mà trong những trường hợp không cần thiết thì không đi vào những cái khu vực đó trong cái thời gian và diễn ra bảo vệ đoàn. Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã triển khai 604 phương án bảo vệ, dẫn đoàn, đón dẫn 234 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam, tổ chức dẫn 709 đoàn với gần 2.500 cuộc dẫn, gần 5.000 lượt dẫn, huy động hơn 8.500 lượt cán bộ chiến sĩ, 7.166 lượt phương tiện tham gia dẫn đoàn, xếp xe. Tất cả các hoạt động đều diễn ra tuyệt đối an toàn. Đối với lực lượng đội hình số 2 nói riêng và phòng cảnh sát giao thông nói chung, cũng như toàn thể các lực lượng tham gia công tác bảo vệ đoàn hôm nay, thì cũng đã quyết tâm cao độ 100% tinh thần để đảm bảo cho đoàn thật sự an toàn và thật sự là thông suốt để tránh bất kỳ tình huống phát sinh nào xảy ra trong cái sự kiện này. Xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, mỗi cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công an thành phố yêu cầu tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ. Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.